Bạn đang xem kênh YouTube của báo điện tử VOV. Mời các bạn xem bản tin bóng đá của chúng tôi với những tin tức đáng chú ý trong ngày hôm nay. Câu lạc bộ Công an Hà Nội cho biết chấn thương gót chân của Đoàn Văn Hậu đã tái phát, do đó tuyển thủ Việt Nam sẽ phải sang Singapore để điều trị dứt điểm chấn thương này. Câu lạc bộ Công an Hà Nội thông báo, theo những chẩn đoán ban đầu, chấn thương viêm điểm bám gân gót chân của Văn Hậu sẽ mất từ 3 tới 6 tháng để có thể bình phục hoàn toàn. Đây được xem là tổn thất lớn dành cho nhà đương kim vô địch V-League trong giai đoạn lượt đi của mùa giải năm nay. Đoàn Văn Hậu không có tên trong danh sách đội tuyển Việt Nam tham dự hai trận đấu tại vòng loại World Cup 2026 trong tháng 11 gặp đội tuyển Philippines và đội tuyển Iraq. Với việc phải nghỉ thi đấu từ 3 tới 6 tháng, hậu vệ 24 tuổi dự kiến cũng vắng mặt trong đội hình đội tuyển Việt Nam tham dự vòng chung kết Asian Cup 2024 diễn ra từ ngày 12 tháng 1 năm 2024 đến ngày 10 tháng 2 năm 2024 tại Qatar. Hà Nội FC đang lún sâu vào cơn khủng hoảng sau trận thua trước câu lạc bộ Công an Hà Nội. Đây là trận thua thứ 5 liên tiếp của đội bóng thủ đô từ đầu mùa giải. Trong bối cảnh phong độ của toàn đội chạm đáy, họ phải đối mặt với lịch thi đấu dày đặc, trung bình 4 đến 5 ngày một trận. Hà Nội FC chạm trán câu lạc bộ Vũ Hán ở AFC Champions League ngày 8 tháng 11. Ngay sau đó, 6 cầu thủ là Đỗ Duy Mạnh, Phạm Xuân Mạnh, Đỗ Hùng Dũng, Nguyễn Văn Quyết, Nguyễn Văn Tùng và Phạm Tuấn Hải sẽ tập trung đội tuyển quốc gia cho loạt trận quốc tế tháng 11. 5 trong 6 người này đóng vai trò trụ cột của đội. Sau trận đội tuyển Việt Nam gặp Iraq ngày 21 tháng 11, nhóm này trở về câu lạc bộ để thi đấu với câu lạc bộ Bình Dương ngày 24 tháng 11. Hà Nội FC chỉ có đủ lực lượng trong 2 ngày để chuẩn bị. Đây là trận đấu bù vòng 1 V-League 2023-2024, bởi trước đó họ bận thi đấu ở Cúp Châu Á. Sau trận gặp Bình Dương, Hà Nội FC lên đường sang Hàn Quốc gặp Pohang Steelers ngày 29 tháng 11. Ngày 3 tháng 12, Hà Nội về sân nhà tiếp câu lạc bộ Bình Định. Thầy trò huấn luyện viên Đinh Thế Nam chỉ có 2 ngày nghỉ trọn vẹn trước khi gặp Urawarest ngày 6 tháng 12. Màn tra tấn thể lực sẽ khép lại khi họ so tài với Sông Lam Nghệ An ngày 10 tháng 12. Hà Nội FC sẽ có 7 ngày nghỉ cho loạt trận tiếp theo. Với lịch thi đấu như vậy, huấn luyện viên Đinh Thế Nam sẽ phải tính toán hợp lý để toàn đội có được thể trạng tốt nhất. Sau khi Arsenal đứt mạch bất bại để thua Newcastle 0-1 tại vòng 11 giải Ngoại hạng Anh, huấn luyện viên Arteta đã chỉ trích dữ dội quyết định công nhận bàn thắng của trọng tài cũng như VAR. Ông cho rằng đây là điều đáng xấu hổ đã xảy ra ở giải Ngoại hạng Anh, giải đấu hay nhất thế giới nhưng đã tồn tại sự không công bằng. Newcastle và Arsenal cống hiến một trận so tài kịch tính với tốc độ cao, nhiều tình huống hấp dẫn. Sau hiệp 1 không có bàn thắng, vào hiệp 2, bước ngoặt trận đấu diễn ra ở phút 64 khi đội chủ nhà đã có được bàn thắng nhờ công của Anthony Gordon. Sau tình huống ghi bàn của Newcastle, huấn luyện viên Arteta đã có phản ứng dữ dội. Ông cho rằng đó không phải là bàn thắng hợp lệ. Nếu có một đội chiến thắng thì đó là Arsenal. Đây là kết quả không công bằng khi VAR và trọng tài đã công nhận một bàn thắng không hợp lệ. Các bạn vừa xem bản tin bóng đá, hãy like và subscribe kênh YouTube của báo điện tử VOV, truy cập vào địa chỉ vov.vn để theo dõi những tin tức thời sự mới nhất của chúng tôi. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong những bản tin sau.